Hoàng Sơn xin chào bà con. Hôm nay là kỷ niệm 7 năm, tròn 7 năm Hoàng Sơn tạo ra kênh Nam Việt và 8 năm là kênh Sức Khỏe 60 giây. Thì Hoàng Sơn cảm ơn bà con rất là nhiều đã đồng hành và ủng hộ Nam Việt Shop. Nên là hôm nay Hoàng Sơn có một món quà nhỏ, chương trình này sẽ kéo dài 2 tháng. Cô chú mình nhớ tham gia nha. Thứ nhất là mình mua máy đo đường huyết nè và máy đo huyết áp mà hai mẫu đây. Thì hai mẫu này là Hoàng Sơn có liên hệ trực tiếp với hãng, là mình nếu mua mới nha, cái dòng V2 của Myrolife là được giảm 20% nè. Còn máy đo đường huyết của Ý là được giảm 20%. Còn nếu mà như cô chú mình mà có máy đo huyết áp bị hư ha, mình gửi về mình mua máy này sẽ được giảm 30% và Sơn sẽ miễn ship cho mình nha. Còn máy đo đường huyết này thì mình sẽ được giảm 50%. Cô chú mình nhớ nha, nếu mà máy mình cảm thấy không chính xác hoặc là mình hư đó, thì cô chú mình nhớ là gửi về cho Hoàng Sơn thì Hoàng Sơn sẽ đổi giúp cho cô chú nha. Cái máy này sau khi mà mình mua mới á, thì mình sẽ được bảo hành 5 năm, còn cái máy đường huyết này là bảo hành trọn đời cô chú ha. Rồi hôm nay thì Hoàng Sơn cũng có một món quà gửi đến cho một khách hàng khán giả đặc biệt của Nam Việt Shop nha. Thư thì đang đóng gói và Thẩm Tú cũng vậy, thì món quà đặc biệt đó là dành cho cô Hương ha. Cô Hương đã yêu mến kênh Nam Việt và theo dõi rất là lâu. Cô nói muốn mua để ủng hộ khô cá cho Nam Việt, nhưng mà do cũng hoàn cảnh khó khăn nên là cô sẽ mua hai món. Đó là cái chai hít mũi Hà Lan đó, này 38.000 chai ha. Và hai chai, mỗi chai 38.000 và tiền ship là 15.000. Nhưng mà Hoàng Sơn thì có một món quà nhỏ gửi đến cho cô. Đó là cái nhiệt kế của ôm rong ha, 128.000. Và một cái hộp trà của Nam Việt ha. Rồi bây giờ Hoàng Sơn sẽ tận tay gói để gửi tặng cho cô nha. Cầm máy với anh ha. Do cái món quà này là Hoàng Sơn tặng cho cô nên là Hoàng Sơn sẽ tự tay gói luôn ha. Hoàng Sơn cảm ơn cô Hương rất là nhiều ha, đã yêu mến Nam Việt trong thời gian qua. Rồi Hoàng Sơn đã đóng gói cho cô xong ha. Hoàng Sơn cảm ơn cô Hương rất là nhiều ha. Để kỷ niệm 7 năm Nam Việt Shop thì Hoàng Sơn sẽ gửi những phần quà khi cô chú mình đến Nam Việt ha, đó là phần trà. Và bây giờ Hoàng Sơn sẽ mời cô chú mình đến trung tâm bảo hành của máy đo đường huyết và máy đo huyết áp này ha. Nếu mà như cô chú mình mà có máy đo huyết áp cũ và máy đo đường huyết cũ thì đừng có bỏ nghe. Mấy em cũng đóng hàng xong, giờ qua bưu điện đi. Rồi Hoàng Sơn cùng cô chú mình qua trung tâm bảo hành nha, để xem bên hãng làm việc như thế nào và cái cách gửi bảo hành của mình nó có nhanh hay không. Lúc nãy anh Sơn có nói dạ, tại vì anh Sơn bán hàng này. Hàng này là anh Sơn kinh doanh là hồi xưa giờ anh làm chị lấy đấy. Chị lấy nhiều không? Cá kèo đây đợt này đó. Đây, cái này là cá kèo kho. Dạ. Còn cá cơm kho vào đây. Dạ. Có cá cá bún kho không? Không có cá chặt thôi chị. Ok chị chờ em chút nha. Cá bóng hả? Dạ, cá bóng trọng lượng. Ok. Bây giờ một ký đó cho em 19 ký lá dứa lá dừa. Rồi ok, 19 ký cá dứa. Đúng rồi. 1 ký cá kèo. Đúng không? Là 20 ký. Dạ 20 ký. Dạ ok, không sao chị ha. Tại bên em và chuyên về gửi về qua bên Mỹ mà. Mỹ mà bên mà sao ta cứ phí mắc quá hả? Dạ không mắc đâu chị. Tại vì nhiều hơn thì sao? Giá đó là mềm lắm luôn rồi đó. Giá chị đang gửi là giá tốt nhất, tại vì chị gửi nhiều, còn nếu mà chị gửi dưới 20 kg là nơi đó sẽ cao. Hoàng Sơn chào cô chú nha. Mình vừa tới kho của Myrolife, bây giờ mình sẽ đi đổi một cái máy cho khán giả của kênh Nam Việt. Một cái máy thì bất cứ thương hiệu nào cũng được ha. Khi mà máy cũ máy hư đó, mình mua máy mới thì được giảm 30% và dòng cơ bản tiêu chuẩn của Myrolife nha. Để bây giờ mình vào liên hệ với bạn Tiếp Tân. Mình muốn tới để đổi cái máy đo huyết áp đó. Mình liên hệ với ai ạ? Dạ mình có lòng mời ghế đợi một xíu, em sẽ nhờ nhân viên phụ trách để hỗ trợ cho mình. Rồi cảm ơn chị. Hoàng Sơn sẽ thử xem đổi cái này nó có phức tạp không nha. Còn nếu mà như cô chú mình sau này đổi á, thì cũng có thể đến trung tâm bảo hành này đổi cũng được, hoặc là liên hệ trực tiếp với Hoàng Sơn, mình sẽ tiết kiệm được thời gian. Cô chú chỉ cần gửi lên liên hệ Hoàng Sơn và gửi lên trên chỗ của Hoàng Sơn ha. Rồi sau khi đổi xong, Hoàng Sơn sẽ gửi qua bưu điện về và miễn ship cho cô chú mình luôn nha. Anh đến để đổi cái máy đo huyết áp đó, thì em giới thiệu cho anh biết là mình đổi được cái máy nào ha, và cái máy có chức năng có cái gì nghe. Dạ vâng. Dạ chào anh Sơn. Đây là cái máy B26. Khi mà anh có nhu cầu mua máy và anh có máy cũ hư muốn đổi thì anh cầm một cái máy cũ bất kỳ,
kèm một bao vải sẽ hỗ trợ được cái mua cái dòng sản phẩm mới B2B6. Là cái thương hiệu nào cũng được phải không em? Dạ vâng, thương hiệu bất kỳ. Ừ. Thì nếu mà đổi thì mình sẽ cái giá thành nó như thế nào và cái máy này nó có chức năng gì ha? Dạ. Dạ cái máy nó có giá là 1.250.000. À, thì khi mình cầm một cái máy cũ tới mình được hỗ trợ giảm 30% trên giá. Ừ. Rồi cái máy này có chức năng gì em? Dạ. Cái máy này nó có thêm chức năng là cảnh báo rối loạn nhịp tim. Ừ. Và có cột hiển thị huyết áp. Và có công nghệ mới là kiểm tra tích cái vòng bích khi đo. Dòng quấn đúng tư thế ha. Dạ. À, có bộ nhớ và ngày giờ luôn. Dạ vâng, có bộ nhớ và ngày giờ. Rồi, à, vậy bây giờ cho anh đổi cái máy này nha. Dạ. Cái máy này nó cũng bị hư rồi. Và tất cả các dòng máy dạ đều được, miễn là còn nguyên ha. Dạ vâng. À, không có bị vỡ bể là được ha. Dạ. Một cái máy cũ bất kỳ. À. Màn hình không bị vỡ và kèm một cái bao vải. Rồi em tính tiền giùm anh đi. Rồi anh phải thanh toán bao nhiêu? Anh trả luôn. Dạ vâng. Cái máy mới được giảm 30% giá thanh toán là 870.000. Rồi ok, anh thanh toán luôn. À, với lại anh muốn nhờ em cho anh xem cái trung tâm bảo hành. À, để xem nếu mà như cô chú mình cái máy mà đang nghi ngờ là không chính xác hoặc là cần bảo hành thì mình sẽ mất thời gian bao lâu để kiểm tra, và sau khi kiểm tra rồi thì mình được bảo hành có nhanh không? Dạ nhanh. Rồi ok, bây giờ anh thanh toán này trước đi. À, để anh lấy tiền ha. Rồi ok, em đi thới tiền đi. Nếu mà như cô chú có thể đến trực tiếp trung tâm này để nhận đổi máy ha, hoặc là liên hệ với Trần Hoàng Sơn cho đơn giản ha. Nếu mà cô chú ở các tỉnh thành á, gửi đến thì sau khi Hoàng Sơn sẽ đổi giùm cô chú và gửi về và miễn ship nha. Sau khi mình lấy máy này xong rồi Hoàng Sơn sẽ quay cho cô chú mình xem ở kho này, tham quan một vòng nha, ở công ty nhập khẩu của Maroline và một số cái tinh dầu của Tam Bam của Hà Lan. Rồi mình sẽ vào xem trung tâm bảo hành. Nếu mà như cô chú mình cái máy mà nghi ngờ nó không chính xác á, thì của hãng Maroline nha, thì mình tới đây mình sẽ xem bảo hành mất bao lâu và kiểm định kiểm tra xem cái máy như thế nào ha. Đây là sản phẩm Starbalm hôm bữa trước Hoàng Sơn có giới thiệu cô chú á, này là sản xuất tại Hà Lan ha. Có mặt trên 70 quốc gia nè. Thì ở đây có mình có nhiều dòng sản phẩm. Đây là sản phẩm không có chứa lông não ha. Rất là tốt cho sức khỏe nè. Thì đây là những dòng sản phẩm mà Hoàng Sơn có giới thiệu trên kênh Sức Khỏe 60 giây rồi ha. Đó, này là mấy chai dầu, dầu thoa giống như dầu cù là của mình vậy đó. Còn đây là cái chai hít mũi nè, thông mũi nhưng mà không có lông não nha. Mình xài lâu dài nó rất là tốt chứ nó không có ảnh hưởng sức khỏe. Đây là những chai dầu thoa, những chai gel ha, chai để lăn. Đó, khi mà mình không cần phải sức lên tay mà mình lăn á, nó sẽ tiện lợi khi mà mình không có phải dính vô tay. Và đây là những cái chai dầu nóng khi mà mình xịt. Nếu mà mình xịt vô lưng hoặc là mình xịt vào cơ bắp trước khi mình chơi thể thao rất là tốt. Rồi còn bên đây là những cái dòng cho mẹ và bé nè. Đó, máy hút sữa ha. Đây là văn phòng đại diện, phòng trưng bày thôi. Nếu mà cô chú có cần thì có thể liên lạc với Hoàng Sơn. Rồi bên đây là những cái sản phẩm đai nẹp bonbon. Này là sản xuất tại Nhật luôn nha. Mấy cái nẹp tay, đai chống gù lưng nè. Đó, những cái nẹp thể thao ha. Và bên đây là những cái thương hiệu về thiết bị y tế, máy đo huyết áp nè, nhiệt kế ha. Rồi bây giờ Hoàng Sơn còn ở nhà mình vào xem trung tâm bảo hành nha. Nếu mà như mình có một cái máy của Maroline mà cần bảo hành như là nhiệt kế nè, máy đo huyết áp hoặc là máy đo đường huyết thì bảo hành kiểm tra mất bao lâu, và cái cách bảo hành có nhanh hay không nha. Dạ chào anh Hân, bữa nay mình xin phép quay phòng kỹ thuật của Maroline nha. Dạ. Giả sử mình có một cái máy đo huyết áp á, mà mình cần bảo hành để kiểm tra. Dạ. Thì cái quy trình nó như thế nào và mất khoảng bao lâu, anh có thể cho bà con mình cùng xem được không? Dạ. Thường thì nếu như khách hàng mà có điều kiện á, khách hàng đến trực tiếp bên em có đầy đủ thông tin ngày mua hàng chính xác á, thì bên em sẽ nhận và kiểm tra tại chỗ và sẽ xử lý báo tình trạng máy. Dạ. Nó lỗi, nó hư thiết bị nào. Ví dụ những mà máy thiết bị mà nó lỗi sản xuất, nó còn trong hạn bảo hành, đủ tiêu chuẩn đổi mới thì bên em sẽ xử lý cho khách tại chỗ. Còn những cái máy, ví dụ những máy mà hư mà do lỗi khách người dùng chảy pin rớt nước rơi vỡ hư á, thì bên em sẽ nhận lại, sẽ viết biên bản nhận lại và nhận sửa chữa, sẽ hẹn khách từ 2 đến 3 ngày.
cô chú mình nhớ nha, khi mà kiểm tra máy đo huyết áp thì mình phải dùng máy kiểm tra chứ mình không có dùng người được nha. Nhiều cô chú nói sao mà tôi đo máy này khác máy kia khác, mình phải dùng máy kiểm tra mới được. Không ai. Tại vì sức khỏe con người nó thay đổi theo thời gian mà. Dẫu dù trong vòng 2-3 phút mình đo là huyết áp mình nó đã thay đổi rồi. Nên là mình không có lấy con người để làm là cái máy, tiêu chuẩn được. Một cái máy mã B23 nè. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối. Cái này em cấp nguồn ngoài ha. Nguồn từ áp đây. Đó, mình sẽ bấm giữ nút nguồn để vào chế độ test máy. Rồi bây giờ mình kết nối với một cái máy chủ ha. Đây nè, máy này máy chủ nè. Đó. Chỗ này thì thường mình sẽ kiểm tra định kỳ với hãng. Thường khoảng bao lâu mình nên kiểm tra anh ha? Khoảng với hãng thường khoảng 2 năm mình sẽ gửi về hãng ta kiểm tra lại thông số kỹ thuật. Đây cái này em sẽ kiểm tra nè, đây máy chính nè, máy test nè. Mình sẽ chỉnh về mức 3 để mình test cái tốc độ xả và cái thông số giữa máy và màn hình máy chủ, hai cái nó sẽ chạy nó gần tương đồng với nhau. Đó, cô chú thấy ha, mình phải dùng máy test máy nha. Hai chỉ số nè, đó hai chỉ số này sẽ chạy gần tương đồng nhau, nó không dao động quá 5 đơn vị. Nè, hai không quá 5 đơn vị. Đó. Ví dụ này là 200 nè, bên đây cũng 200 nè. Thời gian nó test khoảng 1 phút không anh? Thường test cái này nó khoảng gần 1 phút. Nếu mà test nó không chính xác là mình đổi máy mới luôn, nếu mà hạn còn bảo hành ha. Còn nếu cô chú mình có máy mà cũ hư á, mình có thể ghé đây để gửi sửa. Đây vẫn có chương trình sửa sau khách hàng bảo hành nha. Thì Hoàng Sơn có những cái video cô chú mình có thể tự kiểm tra lỗi tại nhà đơn giản. Nhưng mà để biết chính xác á, mình nên đây, gửi cái này mình test chỉ biết là cái thông số kỹ thuật của máy. Máy chính xác hay không là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bên trong máy nó có một cái van xả. Và tốc độ van xả này nó hiển thị đạt yêu cầu là từ 2 đến 6 chấm. Đây nó có một chỉ số trên cùng. Rồi. Đó. Như cái máy này là cái van xả tốc độ xả bình thường. Đây là thân máy ha. Rồi cái test thứ hai nữa là test cái túi hơi. Test túi hơi luôn. Dạ. Test túi hơi em sẽ chuyển về mức 2 ha. Túi hơi này là mình test nó sẽ mình sẽ biết được cái độ nó giữ hơi, nó không bị xả, nó không bị xì. Sau khi test máy ok rồi, giờ mình test cái túi hơi có bị xì hay không. Ở đây trung tâm bảo hành mình làm việc từ mấy giờ tới mấy giờ ha? Trung tâm bảo hành ở của Metrolife thì sáng từ 8 giờ đến 11 rưỡi, chiều từ 1 giờ đến 5 giờ, sẽ mở từ thứ hai đến thứ sáu á. Thì trung tâm chỉ nhận những cái hàng mà được cung cấp chính hãng cậu chú ha. Còn những cái hàng sách tay thì mình sẽ không có linh kiện để thay thế, hoặc là những cái hàng trôi nổi đó thì hãng sẽ không có nhận được. Dòng vẫn đang bơm cứng lên nè. Dòng vẫn chịu được áp lực tới 300 ha. Dạ. Nhưng mà thường người ta không có đo dữ vậy đâu. Dưới 200. 180 là đã thấy huyết áp mình nó căng thẳng lắm rồi. Rồi nó kính hơi nó sẽ giữ cố định như những cái chỉ số này. Nó không có tụt hơi. Trong vòng khoảng 2 phút. Giữ 2 phút. Vậy là mình test máy 1 phút, test vòng quẩn 2 phút. Là mình mất tầm khoảng chưa tới 5 phút để kiểm tra một cái máy theo tiêu chuẩn. Rồi nếu mà như cô chú mình không có lên được trực tiếp trung tâm bảo hành thì cũng có thể liên lạc với Hoàng Sơn nha. Đó, mình gửi lên trên chỗ Hoàng Sơn, Hoàng Sơn sẽ xử lý giúp cô chú rồi sẽ gửi về. Đây nó cũng nằm khoảng 282 đến 285. Rồi ok. Bình thường ha. Rồi cảm ơn anh nhiều ha. Dạ. Hôm nay mình ghé coi thì còn có những cái bộ phận khác là test về nhiệt kế riêng ha, và test về đường huyết nữa. Bữa nay mình ghé kho để làm phiền anh em xíu. Và chào ha. Hôm nay Hoàng Sơn cùng cô chú mình đi tham quan trung tâm bảo hành của Metrolife ha, thiết bị y tế. Rồi cảm ơn cô chú đã theo dõi, có gì thắc mắc thì gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn nha. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau.